Hello, xin giới thiệu đến tất cả anh em. Bên em về được hai cặp loa dòng loa JBL Control 10 anh em. Dòng này loa là bass 30 và loa ba quay ba đường tiếng anh em. Dòng này ba đường tiếng hàng Mỹ xịn nha. Và này thùng vỏ nhựa anh em. Dòng này đặc trưng có JBL Control 10. Này Control 10 thì em bán rất là nhiều nhưng hôm nay nó về lại về được hai cặp. Nói chung hàng này đẹp nha anh em. Chưa em chưa có vệ sinh luôn nha. Bây giờ tại này em đăng lên để nghiên bản cho anh em coi xem qua những hàng về cái mặt hàng của nó. Ở đây em tháo ra nha anh em, tháo ra cho anh em xem nha. Đó, đây là cái thứ nhất nha, và đây là cái thứ hai anh em, cái thứ hai nha. Này mấy cái này lưới này nó có cái chất nhựa nha anh em, nó có cái chất nhựa nha. Đây là cái thứ hai và cái thứ ba em đã tháo sẵn cho anh em. Thứ ba này nha, và cái thứ tư anh em thấy có cái chất keo này nha, chất keo bóng nữa để nó dính cái vỏ này, dính cái lưới căng lại nha. Cái căng này bằng lưới sắt nha anh em, lưới sắt nha. Và đây anh em xem lại những cái lò phía bên trong, nó cực kỳ sáng nha anh em, nó cực kỳ đẹp nha. Đây là cái bụi nha anh em, này bụi Nhật nha. À, em sẽ nói gì cho anh em tại sao gọi là hàng bãi nó có giá trị hơn cái hàng bờ. Đây những cái bụi anh em thấy bụi nó không nè, cái bụi nó bị sợi sợi không à, nó chứ nó khác cái bụi Việt Nam mình nha, khác bụi nha. À, đây là em để là chứng tỏ cho anh em biết này là để nguyên bản, nhưng có những đôi lúc á về em sẽ quét cho nó đẹp lại đó. Thứ hai là ống áp nó, những đây là nguyên bản em quay video sau là hình ảnh ngoài vậy, không có sửa chữa được nha anh em. Dòng bên em không có vụ mà Photoshop hay là chỉnh sửa video lại, không bao giờ. Em quay sao là em up lên trực tiếp liền luôn, không có vụ để qua xử lý gì hết. Hàng em nhập về sao bán vậy. Đây là hai đôi Control 10. Mấy dòng này có giá thị trường gọi hết trơn nha anh em. Hàng tùy theo đẹp xấu thôi. Wow, em quay anh em xem chi tiết nha. Đây. Đó. Dòng này em đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Hôm nay em về lại thì em giới thiệu lại đến cho anh em biết. Đây là bụi thôi, mình chưa quét. Nó mình muốn để nghiên si. Anh em tự lau chùi. Vậy nói chung dòng này về chứ bán cho thợ người ta số. Hàng đẹp nha anh em, hàng đẹp long lanh. À, dòng này là bass 30 nha anh em, bass 30. Này mic, này lo chép. Này chỉnh chép mic. Mình chỉnh chất mít anh em. Cái dòng này thì lo này lo bass 30 này nha. Cái gân này gân vải anh em. Như cái này là cái còn mới. Này là nó không có bị bụi nhiều, nhưng cái này lại bị bụi. Nhưng mà khi mình quét ra vẫn đẹp bình thường nha anh em. Đây là lỗ thông hơi. Với sao vỏ. Do giờ đang để góc cạnh em không quay biết sao cho anh em xem. Chung là hàng chất nha anh em. Và anh em nào làm được thì liên hệ bên em. Và anh em nào xem mà những clip bên em thấy hay thì nên đăng ký kênh mình, được sẽ được cái thông báo những cái clip mà em đăng lên thì nó hiện lên điện thoại của mình và mình xem được những cái sản phẩm bên mình bán. Và bên em bán hàng thì anh em ý kiến yên tâm, thì mình cái quan điểm mình là buôn bán hàng uy tín, thì muốn bền mình vẫn là mình cho cái uy tín của mình. Và anh em nào cần thì liên hệ em nha. Và anh em nào có mua mà muốn nghe về chất âm hay là xem chi tiết á, thì sau này em test chất âm nó nằm trong cái kênh trên cái mà Zalo của em á, anh em. Zalo em là 0939364222. Em trong đó em sẽ test nhạc về chất âm cho anh em nghe. Còn kênh UB em sẽ sau này em không có đăng về test chất âm nữa anh em, tại do nó dính bản quyền quá nhiều. Rồi sau đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến kênh YouTube của mình. Và em chỉ ra đợi phép đăng kênh YouTube trên Zalo thôi. Rồi và sau đây em kết thúc video. Xin chào tất cả mọi người.